Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay hãy cùng Ruby TV tìm hiểu về các loại rau nhé. Học cùng Ruby TV. Rau gì đây? Cải xoăn. Cải xoăn. Cải xoăn. Wow. Rau gì đây? Giá đỗ. Giá đỗ. Giá đỗ. Wow. Rau gì đây? Rau mầm. Rau mầm. Rau mầm. Wow. Rau gì đây? Măng tây. Măng tây. Wow. Măng tây. Rau gì đây? Rong biển. Rong biển. Rong biển. Wow. Quack. Rau gì đây? Lá hẹ. Lá hẹ. Lá hẹ. Wow.
Rau gì đây? Ngải cứu. Ngải cứu. Ngải cứu. Wow. Rau gì đây? Mồng tơi. Mồng tơi. Mồng tơi. Rau gì đây? Cải cúc. Cải cúc. Cải cúc. Wow. Rau gì đây? Rau húng. Rau húng. Rau húng. Rau gì đây? Rau bạc hà. Rau bạc hà. Rau bạc hà. Wow. Rau gì đây? Rau mùi. Rau mùi. Rau mùi. Wow.
Các bé ơi, vậy là qua video ngày hôm nay, các em đã biết thêm rất nhiều về các loại rau rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.